Thùy Nhung xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Shopping cùng với Thùy Nhung Shop. Và thưa quý vị, đến với Thùy Nhung Shop thì quý vị sẽ tìm thấy được cho mình những cái sản phẩm liên quan đến sắc đẹp và thuốc bổ. Làm đẹp là không phải là chỉ có bên ngoài không, mà cũng phải cần có bổ dưỡng từ ở bên trong thì cơ thể của chúng ta mới có thể sản sinh ra những tế bào tốt và làm cho làn da của mình đẹp. Ví dụ như một sản phẩm Thùy Nhung vừa mới nhập về từ Hàn Quốc, thưa quý vị, đây là sản phẩm thuốc viên vitamin C. Thưa quý vị, như quý vị biết, vitamin C có rất là nhiều những cái tác dụng tốt. Ví dụ như nó sẽ làm tăng sức đề kháng cho cơ thể của chúng ta để chống chọi lại với bệnh tật. Đồng thời sử dụng nhiều vitamin C thì làn da của chúng ta cũng sẽ được hồng hào và sáng mịn hơn. Thì cái sản phẩm vitamin C này nói ra thì nó rất là thân quen rồi. Quý vị có thể thấy là đi tìm được rất là nhiều ở nơi. Ví dụ như là mình có thể đi ra ngoài những cái tiệm thuốc là mình có thể thấy. Nhưng mà với cái thời buổi hiện tại, đi tìm một cái lọ thuốc vitamin C cực kỳ hiếm, thưa quý vị, là tại vì người ai cũng phải cần để mà bổ sung thêm cái chất đề kháng bằng vitamin C. Thì ngoài việc là mình ăn cam nhiều hay là mình bổ sung những thực phẩm có thêm cái chất vitamin C thì đây, thưa quý vị, lười ăn thì chỉ cần một viên thuốc mà thôi. Trong một viên thuốc này có tới 1000mg vitamin C, vừa đủ cho cơ thể của chúng ta có thêm cái chất đề kháng, như là cái chỉ định của bác sĩ thường là khuyên chúng ta là nên sử dụng khoảng 1000mg vitamin C thuốc bổ vào trong cơ thể. Một hộp này, thưa quý vị, nó có tới 200 viên như thế này. Nhá. Một ngày thì chúng ta chỉ cần sử dụng một viên, và quý vị tính đi, nếu mà 200 viên như vậy, vậy là mình sử dụng đâu được tới gần nửa năm. Nhá. Nửa năm nếu mà mình sử dụng một mình, còn nếu không thì mình có thể share cho gia đình của mình sử dụng. Đây rất là nhiều, thưa quý vị. Giá thì sẽ rất là ưu ái cho quý vị cho chương trình khuyến mãi. Một hộp này có giá là 65 đô. Nhưng mà ngày hôm nay Thùy Nhung gửi đến cho quý vị với giá là chỉ có 45 đô mà thôi. Và sản phẩm này cũng là một cái sản phẩm có giới hạn, cho nên nếu mà quý vị cần thuốc vitamin C trong tủ thuốc nhà mình thì quý vị hãy gọi ngay cho Thùy Nhung Shop lúc này là 832-995-2111 nhé. Và đặc biệt là Thùy Nhung có nhân viên túc trực ở trên online cho quý vị. Vì thời buổi Covid cho nên là Thùy Nhung đã tăng cường thêm rất là nhiều nhân viên trực tổng đài có thể tiếp chuyện và hướng dẫn cho quý vị sử dụng sản phẩm, cũng như là lấy order 24/7, 24 tiếng 7 ngày một tuần, quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào nhé. Và bây giờ mời quý vị tham quan một vòng với Thùy Nhung những cái sản phẩm khác coi trong tiệm của mình nào. Ngoài sản phẩm thuốc bổ thì thưa quý vị, đây là một dàn những cái sữa rửa mặt. Với Thùy Nhung thì mình rất là quan trọng cái bước đầu tiên là việc rửa mặt cho việc gìn giữ cái làn da của mình được đẹp. Tại sao? Lý do tại vì mình đi ra đường bụi bẩn và biết bao nhiêu thứ make up ở trên mặt như thế này, nếu như chúng ta không rửa mặt sạch thì cái bước đầu tiên đó là quan trọng để giúp cho cái làn da của mình nó ready, nó được trở lại nguyên thủy, thì nó sẽ hấp thụ được tối đa tất cả những cái dưỡng chất sau đó mà chúng ta bỏ lên mặt. Thì bước rửa mặt thì ở đây Thùy Nhung có rất là nhiều loại, quý vị, mình có nước tẩy trang nè. Ví dụ đây là một cái loại nước tẩy trang mà làm bằng nước khoáng, thưa quý vị. Không có dầu nhé. Cái loại nước khoáng tẩy trang này là rất là thích hợp cho chúng ta sử dụng sau một ngày đi ra ngoài đường mệt mỏi về nhà. Bước đầu tiên là phải tẩy trang trước, sau đó thì mới rửa mặt. Thì như vậy là cái da mặt của mình sẽ rất là sạch. Một cái điều mà Thùy Nhung thấy mọi người hay bỏ qua đó chính là đi về cái là lấy xà phòng rửa mặt và nghĩ là xà phòng nó sẽ giúp cho mình lấy đi được hết những cái bụi bẩn. Thưa vâng, nó sẽ lấy, nhưng mà nó sẽ lấy không hết hoàn toàn đâu. Thế nên nếu mà chúng ta sử dụng cái bước tẩy trang này thì nó sẽ ít nhất là lấy cho quý vị sạch sẽ được đến 80% rồi. Còn lại thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng những cái loại xà phòng rửa mặt. Thì xà phòng rửa mặt, thưa quý vị, phải chọn lựa thích hợp làn theo từng làn da nữa. Ở đây mình có hai loại rửa mặt dành cho da mụn luôn nha. Thùy Nhung phân biệt nha, mình có sữa rửa mặt cho da mụn, da dầu, mà quý vị phải xài một cái loại sữa rửa mặt riêng để cho nó có cái chất mà giúp cho cái da của mình không tiết ra dầu. Và đặc biệt nếu da mụn thì những cái loại sữa rửa mặt dành riêng cho mụn như thế này, nó sẽ giúp cho da của mình được lành tính hơn. Nói chung là người ta nghiên cứu những cái sản phẩm theo từng loại da là nó có lý do của nó hết, thưa quý vị. Rồi nếu như mà mình da hơi lớn tuổi hay là da đã bắt đầu qua tuổi 30 thì nên sử dụng những cái loại có thêm chất collagen như thế này. Rồi nếu muốn làm trắng da một chút xíu thì ở đây mình có
mặt sữa rửa mặt làm từ hạt gạo sẽ giúp cho chúng ta lấy sạch bụi bẩn, đồng thời cũng là làm cho sáng da hơn. Rồi những cái làn da nào mà hơi nhạy cảm không thể sử dụng những loại sữa rửa mặt bình thường thì mình có sữa rửa mặt green tea nhé. Và tiếp theo sau đó thưa quý vị, rửa mặt xong thì làm gì? Rửa mặt xong thì phải tẩy da chết. Tẩy da chết thì ở đây Thùy Nhung cũng có khá nhiều loại, cũng là tùy theo da khác nhau mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại tẩy da chết khác nhau. Mình có tẩy da chết collagen, tẩy da chết làm trắng da, tẩy da chết cho da dầu hay là tẩy da chết cho da khô, nhưng đều có ở tiệm của mình. Ví dụ như ở đây là green tea thưa quý vị, là tẩy da chết cho da dầu cũng như là da mụn nè. Rồi nếu mà da khô và da không đồng đều màu thì mình có tẩy da chết làm từ hạt gạo nè. Thưa quý vị thấy không, nhưng có sự rửa mặt từ hạt gạo và tẩy da chết cũng từ hạt gạo là dành cho da khô cũng như là những cái làn da nào mà giống như là bị sỉn màu á, thì mình sử dụng cái này để cho da của mình nó đồng đều màu hơn một tí. Và nói đến trắng da thưa quý vị, mình sẽ có những cái sản phẩm ở dưới này đây. Ở đây là một dàn những cái sản phẩm dành cho trắng da. Đây là một cái loại kem body, là khi quý vị thoa lên là nó sẽ tạo cho mình một cái làn da trắng, dưỡng da và cũng làm cho mình được trắng một cách tự nhiên nhé. Cái này là loại tone up cho body thưa quý vị. Khi mà mình bôi lotion xong thì mình có thể thoa thêm một cái lớp này thì nó sẽ làm bật cái tông da của mình lên một chút xíu, đồng thời nó dưỡng trắng da cho toàn thân thưa quý vị. Đây là nó làm từ trái chanh tươi, quý vị sẽ nghe được cái mùi nó rất là thơm nhé. Đây là một cái loại kem mà mới về ở tại tiệm của Thùy Nhung, loại Calamansi Whitening Pack, kem dưỡng trắng da cho body quý vị nhé. Đây là kem dưỡng trắng da cho body. Và cái loại kem dưỡng trắng da cho body này sẽ là một người bạn đi kèm chung với lại tẩy trắng da toàn thân. Thưa quý vị, đây là Aqua Collagen Body Peeling Gel, một cái sản phẩm Thùy Nhung đã bán rất là lâu năm ở tại tiệm của mình rồi. Để làm gì? Để giúp cho quý vị khi mà thoa lên thì nó sẽ lấy đi cái da chết của mình. Mình xong rồi mình đi tắm lại. Sản phẩm này thì có giá là 65 đô thưa quý vị. Và ngày hôm nay đặc biệt, nếu quý vị gọi ngay lúc này cho Thùy Nhung là mình sẽ gửi đến cho quý vị chương trình khuyến mãi. Và đặc biệt cái sản phẩm này thưa quý vị là nó không còn nhiều hàng, thế nên Thùy Nhung đặc biệt tặng cho quý vị. Nếu gọi ngay lúc này, thay vì là 65 đô thường ngày, Thùy Nhung sẽ bán sản phẩm này chỉ còn giá 55 đô. Đồng thời mình tặng cho quý vị thêm một cái chai body kem làm trắng da toàn thân. Rồi thưa quý vị, chai sữa tẩy da chết này là 65 còn 55, tặng cho một chai kem body này. Kem body này hiện nay đang có giá là 28 đô nha quý vị nha. Rồi thưa quý vị, nếu như mà mình gọi ngay lúc này để nhận được ngay những cái quà tặng thì quý vị cố gắng gọi nhanh, tại vì nhiều khi là show của Thùy Nhung làm á, nó lên nhanh lắm và mình sẽ không có còn quà tặng thì mình sẽ bị mất cái phần quà ưu tiên đó. Quý vị hãy gọi ngay cho Thùy Nhung shop là 832-995-2111, 832-995-211. Và một lần nữa Thùy Nhung nhắc lại quý vị, nhân viên của mình là túc trực 24/7. Và quý vị ơi, có một cách mà quý vị có thể tìm thấy Thùy Nhung nữa, đó chính là quý vị có thể lên trên Facebook. Thùy Nhung có một cái kênh Facebook của mình là Thùy Nhung Shop. Quý vị lên Facebook, quý vị tìm được cái trang page của Thùy Nhung là Thùy Nhung Shop, hoặc quý vị gõ vào là Thùy Nhung Shop USA, quý vị sẽ tìm thấy cái trang page của mình và nhân viên ở trên đó túc trực 24/7 để có thể chat trả lời cho quý vị tin nhắn bất cứ lúc nào nhé. Và bây giờ thì ôi, cái dàn này là cái dàn mà Thùy Nhung thích nhất ở trong tiệm của mình. Đây là kem chống nắng thưa quý vị, và một dàn ở đây là các sản phẩm liên quan đến đắp mặt nạ. Rồi cái dàn này là dành cho những người nào mà sợ nhăn đây. Biết không? Ai mà không sợ nhăn, không sợ già đúng không nào? Thì thưa quý vị, đây là những cái sản phẩm, ví dụ như là Morning Patch này á, là thế cho toner. Buổi sáng mình chỉ cần đắp lên một vài miếng ở trên mặt của mình để cho nó cấp ẩm cho mình. Thùy Nhung gọi nó là cấp ẩm buổi sáng cho Thùy Nhung nè. Rồi chống nắng thì lúc nào cũng phải đi ra đường, phải có kem chống nắng trên mặt của mình để cho bảo vệ khỏi tia tử ngoại. Bây giờ đeo mặt nạ rất là nhiều người là không hiểu được. Quý vị khi đeo mặt nạ thì giống như là mình đang hấp bánh vậy. Ở ngoài là ánh nắng của mặt trời nó nóng, rồi ở bên trong mình hở ra nó cũng nóng. Vậy thì làn da của mình nằm dưới cái mask đó. Đặc biệt với một số người phải đeo mask cả ngày luôn, đeo khẩu trang cả ngày luôn, thì cái mặt mình nó bị cooking all day long, đúng không nào? Nó bị nấu chín cả ngày. Vậy thì quý vị phải có một cái lớp bảo vệ cho nó.
ngoài trừ là dưỡng da thì phải sử dụng thêm những cái loại chống nắng này. Tại vì khi mà kem chống nắng á, cái tác dụng của nó là nó như một cái lớp màng bảo vệ trên da mặt của mình, nó vừa khóa ẩm mà nó thêm một cái layer, một cái lớp để mà chống lại những cái sức nóng như vậy cho quý vị. Thì mình sẽ tránh được những trường hợp như là da nó bị sensitive, bị mẩn đỏ lên, hoặc là những cái trường hợp mà da của mình sẽ bị nấu chín đó quý vị, nó sẽ làm cho cái da của mình bị thâm đen hoặc là bị dẫn đến tình trạng nguy hiểm hơn, đó chính là nám. Cho nên nhớ hãy sử dụng kem chống nắng nhé. Và tất cả những cái loại mask ở đây thưa quý vị là thưa quý vị, nếu mà quý vị chọn lựa những bất kỳ cái loại mask nào thì Thùy Nhung cũng có những cái chương trình khuyến mãi dành cho những cái mask riêng. Ví dụ như là ở đây là hai loại mask mà Thùy Nhung gọi là cưng nhất ở trong tiệm của mình. Đây là hai loại mask gọi là biocellulose mask thưa quý vị. Biocellulose mask là gì? Thưa quý vị, biocellulose mask là những cái loại mặt nạ gel nhưng mà nó làm từ nước dừa tươi lên men. Và cái loại mặt nạ này nó có tác dụng là cấp ẩm và đưa cái dưỡng chất vào dưới da của mình gấp 100 lần so với mặt nạ giấy thông thường. Nó sẽ ôm khít mặt của quý vị 360 độ. Và khi mà quý vị sử dụng cái này mình để khoảng 25 phút thì nó sẽ giúp lỗ chân lông được thu nhỏ lại và đồng thời nó giúp cho nâng cơ trên làn da của mình nữa. Thế nên hai loại mặt nạ này nó khá đắt tiền hơn so với những loại mặt nạ khác. Trong một hộp này thì thưa quý vị nó có là 5 miếng tổng cộng. Cái loại này thì có diamond, có kim cương quý vị. Cái loại này thì nó có cái trái này là trái, nó gọi là noni. Tiếng Việt mình nó dịch ra gọi là trái nhầu tươi. Và cái trái nhầu này thì nó cung cấp cho quý vị nhiều dưỡng chất mà giúp cho cái da của mình không có bị lão hóa. Thì cái tác dụng chính của những cái sản phẩm này là cấp ẩm, nâng cơ, xoa kích lỗ chân lông và chống lão hóa cao. Thì thưa quý vị, ở trong một hộp là có 5 miếng như thế này, một miếng là 8 đô. Và cả cái loại mặt nạ mà diamond này cũng vậy, cũng có 5 miếng như thế này. Rồi, thì mỗi một hộp này á là 8 đô một miếng, 5 miếng là thành 40 đô đúng không nào? Rồi ngày hôm nay nếu như mà quý vị mua với chương trình khuyến mãi của Thùy Nhung Shop thì quý vị có thể mua mix and match cũng được. Mua 5 miếng này, miễn sao quý vị mua tròn cho Nhung 10 miếng. Thì thay vì 10 miếng là 80 đô đúng không? Thì ngày hôm nay quý vị mua Thùy Nhung sẽ để chỉ với giá là nửa giá thôi, là 10 miếng chỉ còn 40 đô. Gọi ngay lúc này cho Thùy Nhung Shop nhé. 832-995-2111 quý vị nhớ nha. Gọi ngay lúc này giùm Nhung nào. Vâng, và thưa quý vị, đang nói đến mask thì mình còn có một loại nữa. Đó chính là mặt nạ nâng cơ cho vùng V-line, cho vùng cằm. Đây là loại mặt nạ mà giúp cho cằm của chúng ta nó bớt đi cái nọng mỡ. Thưa quý vị, ở dưới cằm của chúng ta là thường là nếu như mà lớn tuổi là nó sẽ bị sệ xuống và nó làm cho cái shape của khuôn mặt của mình biến dạng đi. Thì cái loại mask này là mọi người thấy là diễn viên Hàn Quốc nè, và rất là nhiều những cái người giống như trong thế giới nghệ thuật họ cũng sử dụng, và bản thân Thùy Nhung cũng sử dụng để mà giúp cho chúng ta nâng cơ ở hai cái vùng cằm của mình lên để cho nó tránh bị chảy xệ. Đây là mặt nạ V-line thưa quý vị. Mặt nạ V-line này nó có hai bước, nó có một cái lớp serum quý vị thoa lên trước và sau đó là mình sẽ đeo cái miếng mask này lên để cho nó ép cái lớp serum này thấm vào trong da của mình và nó giúp nâng cơ da của mình. Mỗi một tuần mình nên sử dụng ít nhất 2 lần thưa quý vị, cái sản phẩm này phải sử dụng ít nhất 2 lần. Riêng với bản thân Thùy Nhung là cách ngày Thùy Nhung sử dụng một lần để giữ cho cái da mặt của mình nó luôn được căng và nó không có bị sệ. Quan trọng là không bị sệ đó quý vị, sệ thì nhìn da xấu lắm. Thì cái loại mặt nạ này cũng vậy thưa quý vị, nó hiện nay đang được bán với giá là 8 đô một miếng. Và nếu quý vị mua ngày hôm nay, mua 10 miếng thì Thùy Nhung sẽ bán cũng chỉ với giá 40 đô mà thôi. Mặt nạ Biocell và mặt nạ V-Line 8 đô một miếng. Nhưng mà nếu mà mua 10 miếng thì quý vị sẽ được là chỉ có giá là 40 đô mà thôi nhé. Và quý vị có thể gọi điện ngay lúc này để mà được tư vấn hoàn toàn miễn phí cho tất cả những cái sản phẩm mà Thùy Nhung đang giới thiệu. Và quý vị ơi, nếu mà quý vị bị mụn chế nha, mình có đủ thứ mask hết. Đây là những cái miếng dán giúp cho
xẹp mụn, nó là những cái miếng dán tròn tròn. Nếu mà quý vị bị mụn á thì mình chỉ cần lấy ra và mình dán lên trên mặt của mình thôi nhá. Những cái loại miếng dán trị mụn này hiện đang cũng có bán ở trong tiệm của Thùy Nhung Shop. Và một gói như thế này thưa quý vị là quý vị chỉ cần mua với giá là 8 đô thôi, và nó có 24 cái patch như vậy. Thì lâu lâu mình mới nổi mụn một lần thôi, cái này ok mình về mình để dành ở trong cái tủ của mình, khi nào mụn thì mình lấy ra mình xài quý vị nhé. Rồi bây giờ thì Thùy Nhung sẽ giới thiệu đến quý vị những cái sản phẩm đang hot ở trên thị trường và cũng là rất là hot ở tại tiệm của Thùy Nhung. Và một cái sản phẩm khác ở đây là thưa quý vị dành riêng cho phụ nữ. Đây là nước rửa phụ khoa. Rất là nhiều người chị em phụ nữ quên đi cái vấn đề rất quan trọng, mình lo hết tất cả mọi thứ mình quên nhất mà mình lại quên đi cái vùng phụ khoa của người phụ nữ mình. Thì đây là một cái loại xà phòng dành riêng cho cái vùng kín của người phụ nữ, chúng ta dùng để mà rửa cho nó sạch, không có làm cho những cái vi khuẩn nó sinh sôi và tránh được những cái căn bệnh phụ khoa cho người phụ của mình. Và nó sẽ giúp cho quý vị là cảm thấy thoải mái và tinh thần của mình cũng sẽ được sảng khoái hơn nhé, không gây cho mình những cái cảm giác khó chịu, không làm cho cái vùng kín của mình có mùi hôi nào này kia thưa quý vị. Đây là sản phẩm nước rửa phụ khoa quý vị, 100% là organic, 100% là hoa thảo mộc tự nhiên và made in Korea. Nó gọi là Herb Therapy, thì nó làm bằng những cái nguyên liệu mà herb, tức là những cái loại dược thảo mà ở bên Hàn Quốc người ta làm cái sản phẩm này và sử dụng rất là phổ biến. Một chai như thế này là có giá 18 đô thưa quý vị, và chương trình khuyến mãi đặc biệt lắm luôn thì Nhung đang gửi đến cho quý vị. Đó chính là quý vị mua một chai, Thùy Nhung tặng quý vị một chai ngay tức thì. Đây là sản phẩm rất mới và Thùy Nhung muốn quý vị thử, và cũng đã dành tặng cho tất cả những người phụ nữ chúng ta, ai cũng nên có một chai này nhé. 18 đô mua một tặng một, nhớ nha, ai cũng nên có một chai, cho nên quý vị hãy mua ngay cái chai nước rửa phụ khoa này quý vị nhé. Quý vị cứ việc nói với lại nhân viên của Thùy Nhung là nước rửa phụ khoa, thì tại vì Thùy Nhung chỉ bán một loại nước rửa phụ khoa này thôi, các em chắc chắn sẽ biết chứ quý vị. Và một cái sản phẩm khác mà Thùy Nhung thấy là trong cái mùa COVID này mình sử dụng rất là nhiều những cái sanitizers, hoặc là mình cứ phải rửa tay liên tục. Đồng ý là nó sẽ rất là sạch, nhưng mà nó lại gây ra một cái vấn đề mà Thùy Nhung thấy ở đây, đó chính là mình rửa alcohol nhiều quá, tay của mình nó rất là khô. Hoặc là nếu mà quý vị rửa xà bông nhiều quá thì cái tay của mình lại càng khô hơn nữa. Rất là nhiều người không có thói quen sử dụng cái hand lotion tại vì cảm thấy nó rít. Và những người mà đi làm nail hay là những người làm trong y tá bác sĩ thì mình cứ phải đeo bao tay suốt ngày, thì cái tay của mình nó có nhiều người quý vị thấy là nó bị sensitive, nó làm cho da ngứa, nó làm cho da bị mẩn đỏ, nói chung xảy ra rất là nhiều vấn đề về skin. Thì ở đây là Thùy Nhung tìm được một cái loại Soothing Aloe Vera thưa quý vị. Đây là 100% là organic, nó lấy từ nguyên liệu tươi là aloe vera và sản xuất ở trong nhà máy GMP, là nhà máy Good Manufacturer. Thưa quý vị, thường những cái sản phẩm mà làm được ở chứng nhận là GMP thì quý vị yên tâm, vì cái nhà máy đó họ sản xuất ra được những sản phẩm đa phần là phải theo một cái tiêu chuẩn mẫu mực và không gây dị ứng cho da của mình. 98% aloe vera thưa quý vị, là quý vị có thể sử dụng cái này, nó là một loại gel, quý vị thoa lên và thoa tay cũng được, thoa mặt cũng được, thoa da người cũng được, dành cho quý vị khi mà mình bị ngứa, mình bị mẩn đỏ, dị ứng. Và đặc biệt là nếu mà mình muốn đem theo để mà đi làm ở chỗ làm thì cũng được quý vị nhé. Có rất là nhiều người không có sử dụng được mỹ phẩm dưỡng da thì người ta cũng lấy cái này để mà thoa một lớp trên da mặt của mình, để nó dưỡng da của mình thì nó rất là tốt, tại vì nó natural. Và cái sản phẩm này thì ở nhà Nhung cũng dành ra để mà sử dụng cho em bé của mình, tại vì da của em bé của Nhung nó hơi bị sensitive, so Nhung cho nên là Nhung xài cái này để mà dưỡng ẩm cho da của con. Nó có hay bị ngứa trên da tay đồ này kia thì Nhung sử dụng cái này. Và đặc biệt hơn nữa là nếu mà mình làm bếp mình bị phỏng, thay vì mình ở nhà mình phải đi ra vườn cắt aloe vera, nhưng mà aloe vera ngoài vườn tươi cắt vô mình xài nhiều khi mình cũng còn bị dị ứng nữa, tại vì nó còn mấy cái mủ á, cho nên là sử dụng cái này thoa lên một cái là da của mình nó dịu liền. Một hũ aloe vera này thưa quý vị, ở tiệm của Thùy Nhung hiện nay mình bán rất là rẻ. Mình bán một cái hũ này hiện nay ở trong tiệm là chỉ có 15 đô mà thôi. Quý vị hãy gọi ngay lúc này để mà đặt mua cái sản phẩm aloe vera gel này quý vị nhé.
Muốn đặt mua sản phẩm mặt nạ kiến Face Shield, hãy đến ngay Thùy Nhung Shop trong khu Kim Sơn Bel Air hoặc gọi 832 995 2111 để order.